Hello, mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình Helen Phạm Di Trú và Cuộc Sống Mỹ. Lời đầu tiên mình xin chân thành cảm ơn các bạn trong suốt thời gian vừa qua đã theo dõi và ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Rất hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ đó của các bạn. Nếu mà bạn nào thấy chương trình của mình hay, hữu ích cho các bạn trong một số khía cạnh nào đó của cuộc sống thì mong rằng các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho mình hoặc là share giúp mình những video để mình có thêm động lực làm chương trình phục vụ cho các bạn. Chân thành cảm ơn một lần nữa. Hôm nay là ngày Mỹ cũng như là ở nhiều nơi trên thế giới. Thì hôm nay chương trình này mình sẽ gửi đến các bạn những hình ảnh, những cách design trang trí Halloween ở trong khu phố nơi mình ở, thành phố Canterbury Thác Tịnh. Bây giờ mời các bạn cùng mình đi một vòng để tham quan cảnh Halloween ha. Thank you.
COVID-19